Một là tên kinh và người dịch. Kinh Thắng Mang cũng có tên là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Quảng Kinh, do Ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán ở đời Lưu Tống. Rồi cũng có tên Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Kinh hoặc Thắng Mang Kinh, do Ngài Đàm Vô Sấm dịch từ chữ Phạn với chữ Hán đời Bắc Lương. Và một bản nữa là trong Kinh Đại Bửu Tích hội thứ 48 tên là Thắng Mang Phu Nhân Hội, do Bồ Đề Lưu Chi dịch Phạn Hán đời Đường. Đó là những cái bản đã dịch ra, bây giờ chúng ta học đây là dịch từ cái bản Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện, Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, do Ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch. Về sớ giải, thế, ở Ấn Độ thì có Ngài Thế Thân làm thích luận Kinh Thắng Mang. Rồi có Ngài Đạo Du chú giải pháp yếu, pháp từ yếu giải, tức là làm cái bài pháp từ yếu giải Kinh Thắng Mang. Ngài Tệ Siêu làm chú giải, Ngài Tăng Phước làm chú giải, Ngài Tăng Cừ làm văn chỉ, Ngài Pháp Trân làm nghĩa sớ, Ngài Pháp Viện làm chú giải, vân vân. Và đến Ngài Kiết Tạng làm vũ khố. Đó là những vị sư ở Trung Hoa giảng giải. Thì như vậy ở Ấn Độ, ở Trung Hoa đều có giảng cái Kinh Thắng Mang rất là nhiều nhà. Còn ở Nhật Bản thì có Thánh Đức Thái Tử làm nghĩa sớ, Ngài Ngưng Nhiên Tường làm quyền ký, Ngài Phổ Tịnh làm hiển tông, tức là Thắng Mang hiển tông. Thì như vậy Kinh Thắng Mang từ ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, mà nhất là Trung Hoa, có rất nhiều nhà chú giải. Rồi đến đến Nhật Bản thì có Ngài Thánh Đức Thái Tử và Ngưng Nhiên Tường vân vân làm là chú giải. Chỉ có Việt Nam mình thì chưa đọc nữa, huống nữa là giải. Đó. Thì như vậy để thấy Kinh Thắng Mang nó có tầm vóc quan trọng, chẳng những là ở Ấn Độ mà là ở Trung Hoa người ta rất là chú tâm đến rất nhiều, sang Nhật Bản cũng chú tâm nhiều. Thì cái giá trị Kinh Thắng Mang, cái chủ yếu nó nằm ở chỗ nào, thì ở đây tôi nói sơ một vài điểm về tinh thần bình đẳng của đạo Phật, rồi đến thứ tự tiến đến cái thời kỳ mà Kinh Thắng Mang ra đời. Tinh thần bình đẳng của đạo Phật bước đầu là bình đẳng về bản thân và nghiệp báo. Như khi Đức Phật lúc hiện ở thế, Ngài luôn luôn phản đối các cái bà phái, giáo phái Bà La Môn lập các cái dòng, chia ra dòng sai biệt, như là năm cái dòng đó: dòng Bà La Môn, dòng Sắc Đế Lị, cho đến
dòng thấp nhất là dòng gì? Chiên Đà La đó. Thì như vậy có cao có thấp, rồi cái dòng thấp đó thì coi như là cái người hạ tiện, đi tới đâu người ta khinh miệt. Như vậy thì Phật không chấp nhận cái lối mà chia dòng như vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới từng nói, Phật nói rằng không có giai cấp trong nước mắt, nước mắt cùng mặn, không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ như nhau. Thì như vậy đứng về bản thân thì Ngài thấy rằng ai mà nước mắt mặn, máu đỏ thì đều là bình đẳng, nó không có sai biệt. Thì cái bản chất con người không có cái sai biệt, thì làm gì mà lại có cái chia dòng này cao, dòng kia thấp. Đó là bình đẳng về bản thân. Rồi kế đó là bình đẳng về nghiệp báo. Như trong các cái A Hàm, chúng ta thường thấy Đức Phật hay nói rằng dù Bà La Môn mà tạo nghiệp thập ác có tội không? Rồi người Chiên Đà La mà tạo thập ác có tội không? Người Bà La Môn hay là người Chiên Đà La tạo ác vẫn có tội như nhau, phải không? Ngược lại, người Chiên Đà La hay là người Bà La Môn mà tạo thập thiện thì cũng có phước như nhau. Nên trên cái nghiệp báo không có sai biệt, thì làm sao mà lại đặt rằng dòng này là cao, dòng kia là thấp? Như vậy cho nên Đức Phật chủ trương về cái chỗ bình đẳng trên bản thân, bình đẳng trên nghiệp báo, không có sai biệt. Rồi tới nữa, kế nữa là thuở xưa người ta có cái quan niệm trọng nam khinh nữ. Cái gì là người nữ là thấp kém, người nam là cao thượng, là siêu xuất hơn. Do đó cho nên Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Rồi, tuy nhiên quý vị sẽ có cái thắc mắc là khi mà bà Mahavasabade xin Phật xuất gia, Phật có vui vẻ cho không? Không cho. Tại sao Phật không cho? Vì những người nữ tu không được, Phật không cho hay là gì? Cái gì? Cái gì? Thử nói là gì cái gì? Nếu không cho gì các cái cô đó tu không có ra gì, tu không được, cho nên Phật không cho, thì cái đó, thì không cho đó là hợp lý, phải không? Nhưng mà quý vị đó tu được không? Bởi vì những cái vị đó như là bà Mahavasabade sau khi xin Phật mấy phen, Phật cho. Mà khi Phật cho thì từ đó về sau bà tu, bà có kết quả không? Sau này bà tu và chứng A-la-hán, rồi kể cả các cái người theo bà, 500 vị tỳ kheo ni đều chứng A-la-hán hết. Thì như vậy tăng tu chứng A-la-hán, ni tu cũng chứng A-la-hán. Thì như vậy trên cái tu chứng nó có khác không? Nó vẫn là bình đẳng. Bởi vậy cho nên đứng về mặt tu chứng, nam nữ đều bình đẳng, không có sai khác. Nhưng mà tại sao Phật lại không cho? Là bởi vì mấy chú nhớ kỹ lại, tưởng lại coi cái thời của Phật là cái thời chưa có chùa chiền, phải không? Chưa có chùa chiền, cho nên chư tăng, chư ni mà nhập vào cái đoàn của tăng hoặc là đoàn của ni rồi thì cứ đi lang thang, nay chỗ này, mai chỗ kia, tối thì ngủ dưới gốc cây, hoặc là có khi thì ngủ ở trong cái đình, cái miếu, chứ nó không có cái chỗ cố định. Lâu lâu lắm mới có một hai ông vua cất trong cái tịnh xá thôi, chứ còn không có cái chỗ nơi. Mà người nữ thì bản chất người nữ thì phiền toái, đi mà lang thang ở trong rừng, trong rú, hoặc là ở gốc cây ban đêm ban hôm là chuyện chướng ngại. Cho nên Phật không cho vì những cái chướng ngại, không có tiện, vì vậy mà Ngài không cho. Chứ không phải vì tu chứng không được mà Ngài không cho, phải không? Nếu tu chứng không được thì quý vị này đâu có chứng mà đến A-la-hán được. Bởi vậy nên trước khi Phật sắp nhập Niết Bàn thì bà Mahavasabade mới dẫn cái đoàn 500 tỳ kheo ni tới bạch với Phật, nói rằng chúng con không kham
thấy Đức Phật nhập Niết Bàn trước, để xin Thế Tôn cho chúng con nhập Niết Bàn trước. Rồi Phật hoan hỷ, cái thì 500 bà về ngồi kiết già tịch thế trên. Và cho tới cái chuyện mà có hai con ni con thay di thôi, đi khỏi chưa về kịp. Về kịp cái về tới nơi thấy mấy thầy mình ngồi ngồi kiết già nhập Niết Bàn hết, cái là hai con cũng ngồi nhập Niết Bàn luôn. Thì như vậy cái tu chính đâu phải là thường, thấy không? Đâu có thua gì ai. Đó là để thấy rằng trên phương diện tu chính vẫn là bình đẳng. Rồi kế đó nữa thì chúng ta sẽ thấy ở Ấn Độ cái thời đó, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn năm 300 năm, thì cái thời đó là tới cái thời chia bộ phái. Mà bộ phái thì coi như chỉ có giới xuất gia đó mới gọi là tu được giải thoát. Còn cái giới tại gia chỉ làm phước cúng dường, tu nhiều lắm là chứng tu đạo hoàng vậy thôi, chứ không thể giải thoát được. Cao đó thì gọi là Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm, chứ không có chứng quả A La Hán. Bởi vậy cho nên ai muốn giải thoát đều xuất gia. Như vậy thì tăng đoàn quá đông, nghĩa là người nào tu thì muốn giải thoát đều là phải xuất gia hết, mà ai cũng rủ nhau xuất gia thì sao? Rồi trong nước ai là cái người hộ đạo, ai là người cúng dường? Vì vậy cho nên có một cái thái độ gọi là chuyển hướng, mà mình dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là cách mạng, bằng cách là làm sao để thấy rõ rằng người tại gia tu cũng đắc đạo, cũng chứng quả. Đó là hiện thân của bài kinh Di Ma Cận. Ông Di Ma Cận là ông cư sĩ có ở tại gia đình, có vợ có con đàng hoàng, mà các thầy tỳ kheo như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vân vân tới thăm hỏi ngài, bị ngài bẻ, người nào người nấy điếm díu hết. Đó. Thì như vậy để thấy rằng ông là cư sĩ tại gia mà ông có cái khả năng chứng đạo không thua các ngài còn phải nể. Thì đó là một cái chuyển hướng để thấy rằng tại gia xuất gia gì cũng có thể đắc đạo hết. Đó là tới cái giai đoạn thứ mấy? Thứ ba, đó là bình đẳng giữa tại gia và xuất gia. Nghĩa là tại gia xuất gia đều có thể đắc đạo. Mà mình thấy gần đây trên cái phương diện thiền tông á, thì cái điều đó nó rõ ràng, phải không? Như ở Việt Nam thì Tuệ Trung Thượng Sĩ vân vân, ở Trung Hoa thì ngài Bàn Long Quẩn vân vân, nghĩa là tại gia mà cũng vẫn đắc đạo, mấy ông thầy cũng phải nể như thường. Thì như vậy nó không có nghĩa chỉ xuất gia mới là giải thoát, mà tại gia họ cũng có thể tu giải thoát được. Đó là cái giai đoạn gọi là cách mạng, một cái lớp phá tan cái chấp chỉ vào tăng đoàn mới có thể giải thoát. Đó. Thì như vậy mấy chú thấy cái, như vậy thì cái hệ mà bình đẳng này nó phải sau Phật, chứ không phải lúc Đức Phật. Lúc Đức Phật thì Phật đương ca ngợi cái người xuất gia, phải không? Xuất gia mới là giải thoát. Nhưng mà cái gì nó quá đông rồi thì nó cũng trở thành tệ. Bởi vậy cho nên sau này nên chuyển qua thì tại gia xuất gia được bình đẳng về cái tu hành giải thoát. Nhưng bây giờ nếu mà kinh Di Ma Cật thì cái người cư sĩ tại gia có thể giải thoát, nhưng mà chưa thấy chỗ nào nói người nữ tu cũng được giải thoát, người nữ tại gia tu cũng được giải thoát, chưa thấy. Thì đây là kinh Thăng Mang. Thành ra sau kinh Di Ma Cật thì tới kinh Thăng Mang, là chính người nữ là bà Thăng Mang phu nhân. Nghe là bà ngay trong đời này tu được Phật Thọ Ký rõ ràng. Phật Thọ Ký thì sau sẽ thành Phật chân dân. Thì như vậy là tới đây nó bình đẳng giữa người nam và người nữ tại gia đều có thể giải thoát hay là chứng đạo cũng như người xuất gia. Đó là cái ý nghĩa bình đẳng của trong nhà Phật, mà nó chuyển hướng từ từ, từ thấp đến cao như vậy. Thì như vậy cái hình ảnh kinh Thắng Mang chúng ta thấy nó là thời kỳ sau kinh Di Ma Cật. Nhưng mà nói thì gần đây thì có đa số người họ hay
nói rằng người tu phải chuyển nữ thành nam mới thành Phật, thấy không? Cho nên có đa số họ nói nguyện sao mà chuyển thân nữ để thành thân nam để tu cho thành Phật. Thì quý vị nghĩ như vậy thì thân nam này tu mới thành Phật, thân nữ tu không thành Phật, phải không? Cái quan niệm chuyển nữ thành nam, quan niệm đó nó hơi không có chí lý. Tại sao? Tuy rằng ở các kinh cũng có một hai kinh nói, nhưng mà cái lý đó nó không vững. Bởi vì sanh mà còn thấy có nam, thấy có nữ đó là còn trên nghiệp tướng. Chứ Phật tánh có nam có nữ không? Phật tánh không có nam không có nữ. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sinh là bình đẳng, bình đẳng trên cái tánh giác, thấy không? Nam nữ dân dân cho tới các loài trâu chó heo chuột gì cũng có cái tánh giác. Thì như vậy tánh giác là bình đẳng, mà ai sống trở về được cái tánh giác đó thì gọi là thành Phật. Thì như vậy ngộ được tánh giác thành Phật, chứ không phải thành nam mới thành Phật. Thiếu gì người nam tạo nghiệp địa ngục, phải không? Chứ đâu phải nói nam thành Phật được. Mà thành Phật thì nó không còn cái nghiệp nam nữ nữa, mà đã chuyển nam thành Phật. Đó là cái lối nói cũng hơi lỗi thời, phải không? Do đó cho nên không có phải chuyển nữ thành nam mới thành Phật. Đó là cái quan niệm không hợp lý. Đó là tôi nói cái tính cách bình đẳng. Sở dĩ bình đẳng trên cái tánh giác, cho nên nói là Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đó. Phật là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành đó. Thì như vậy trên tánh giác đó nam nữ đều bình đẳng như nhau. Mà bình đẳng như nhau thì không đợi người này chuyển thành người kia mới thành Phật được, phải không? Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Vì vậy mà tới đó thì kinh Thắng Mang ra đời đó là để thấy khỏi chuyển nữ thành nam gì hết, ngay thân nữ cũng được Phật thọ ký. Đây bây giờ nói cái thời kỳ ra đời của bộ kinh Thắng Mang. Thì nói thời kỳ ra đời thì trước tôi nêu lên để cho thấy kinh Thắng Mang này nó thuộc về cái loại nào trong cái tiểu thừa không, tiểu thừa hữu, đại thừa không tông, đại thừa hữu tông. Bởi vì trong giáo lý Phật mà các về hệ A Hàm đó thì có chia ra, sau này có chia ra hai nhóm. Nhóm thì thuộc về không, một nhóm thuộc về hữu. Như đứng về mặt không mà nói thì trong A Hàm mấy chú biết tứ pháp ấn không? Một, gì, hai, ba, bốn. Bốn là gọi là tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn cái đó là pháp ấn. Vô thường là sự vật luôn luôn là chuyển biến, là đổi dời, thấy không? Chuyển biến đổi dời cho nên đến chỗ hoại diệt là khổ. Hoại diệt rồi thì trở thành không. Như vậy thì chữ không này là sau khi sự vật bị vô thường hoại diệt nó trở thành không. Không cho nên nó không có chủ. Thì như vậy cái không này đó là cái không do hoại diệt thành không. Chứ không phải cái không là tánh không của Bát Nhã. Nhớ không? Đó, hoại diệt thành không. Thì hiểu như vậy, chấp nhận như vậy, đó gọi là cái không của nhị thừa. Nhưng mà nhị thừa lại có cái hữu của nhị thừa nữa. Tức là cái phái nhất thiết thế hữu đó. Cái, đó là bên thượng tọa bộ, có phái nhất thiết thế hữu. Họ nói, nghĩa là thời gian thì vô thường là không, nhưng mà sát na lại là hữu. Sự vật là không, nhưng mà vi trần là hữu. Ví dụ như thời gian, mấy chú thấy đồng hồ, nghĩa là nó cái kia nó giờ đổi từ số 1 tới số lần tới 12, thì lúc nào nó có dừng đâu, phải không? Nó không dừng cho nên nó không có cố định, nó không có một cách thiệt. Cứ đổi hoài thì đâu có thiệt. Nhưng mà cái tích tắc đó, nó có thiệt không? Nó có đổi không? Đổi nhưng cũng là tích tắc thôi, phải không? Những tiếng tích tắc của nó thì
dù 1 giờ 2 giờ cũng nghe tích tắc tích tắc, chứ còn cái tiếng là nói 1 giờ nói 2 giờ là cái đó không thiệt, vì nó không có dừng, nhưng mà tích tắc thì nó cứ y nguyên à, ngày đêm nào cũng cứ tích tắc vậy thôi. Thì như vậy tất cả cái dòng nó đổi thay đó thì không thiệt, nhưng cái tích tắc đó là thiệt. Thì bên kia cũng như nói thời gian thiệt, mà cái sát na tức là cái phút hiện hữu đó là thiệt, có lý không? Rồi giờ tất cả sự vật là do duyên hợp, cho nên nó biến hoại thì nó không thiệt, nó là không. Nhưng mà cái di trần nhỏ nhất để mà tụ hợp lại thành cái sự vật đó, thì cái đó phải có. Chứ chẳng lẽ hư không là lại thành vật chất? Nó phải có những cái hạt bụi mà hết sức nhỏ đó, rồi từ hạt bụi hết sức nhỏ nó tụ lại nó thành sự vật lớn. Chứ nếu không có cái rất nhỏ thì không lẽ cái không ngơ lại thành cái có. Vậy có lý không? Như vậy như mình học ở trong Trung Quán thì ngày các ngày bác sao đó là cái phái nhất thiết thế hữu đó, cái phái đó cho rằng thời gian không thiệt nhưng mà sát na thiệt, sự vật không thiệt nhưng mà phi trần thiệt đó. Như vậy mình nói nhất thiết thế hữu. Thì đó thuộc về hai cái phái gọi là không và hữu của nhị thừa. Bây giờ đến đại thừa thì có chia đại thừa không tông và đại thừa hữu tông. Đại thừa không tông là gì? Là hệ bát nhã đó. À, hệ bát nhã gọi là đại thừa không tông. Đại thừa hữu tông là gì? Tức là ngay ở trong cái không đó nó lại có cái có, ví dụ như nói chân không mà diệu hữu nè, hoặc là thành lập cái gì, thành lập pháp thân, thành lập ra a lại gia thức thì bên đó nó thuộc về tướng tông. Còn cái hữu hữu tông này thì thành lập về Như Lai tạng hoặc là pháp thân. Như vậy thì tất cả pháp nó không thiệt nhưng mà có một cái thiệt nằm ở trong đó là pháp thân, đó là Như Lai tạng. Như vậy nó không phải là không hẳn. À, như vậy thì cái đại thừa không tông là cái giai đoạn bát nhã, mà đại thừa hữu tông là cái giai đoạn đó là pháp hoa, niết bàn, hoa nghiêm, lăng già, vân vân, các kinh đó thuộc về đại thừa hữu hữu tông. Đó, rồi cũng có một cái chia ra ba cái thời kỳ, gần đây họ chia ra ba cái thời kỳ của Phật giáo, gọi là sơ kỳ Phật giáo là chỉ cho cái thời kỳ A Hàm, rồi trung kỳ Phật giáo là chỉ cho cái thời kỳ Bát Nhã, hậu kỳ Phật giáo thì chỉ cho thời kỳ Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Thì như vậy kinh này nó đứng vào hậu kỳ Phật giáo, nó gần với kinh Pháp Hoa. Tại sao nó gần với kinh Pháp Hoa? Vì kinh Pháp Hoa thành lập cái tri kiến Phật đó, hay là Phật tánh, và đồng thời Bà Long Nữ cũng được hiện đời tu hành rồi sẽ thành Phật, phải không? Thì kinh này cũng thành lập ra cái Như Lai tạng, pháp thân hay là Phật tánh, rồi đồng thời bà Thắng Mang này cũng được Phật thọ ký trong hiện đời đó. Bởi vậy cho nên nó nằm gần với cái kinh Pháp Hoa. Vì vậy mà chúng ta hiểu đại cương cái thành lập bộ kinh để mình biết nó vào cái thời kỳ nào. Bởi vậy cho nên ở đây trong ba kỳ, sơ kỳ Phật giáo, trung kỳ Phật giáo và hậu kỳ Phật giáo, thì nó thuộc về hậu kỳ Phật giáo. Mà hậu kỳ Phật giáo thì nó là có sau sau này. À, bây giờ bắt đầu vào trong chánh văn. Ở đây là chúng ta học bài kinh Thắng Mang qua cái lời dịch của ông Nguyên Hồng. Vì thấy rằng đọc trong chữ Hán thì nó dài dòng, sẵn có bản dịch thì chúng ta học ngay bản dịch thì cho nó khỏe, đỡ mất thì giờ.
Vậy mà chúng tôi lấy bản dịch này để học. Về chương 1, ý nghĩa chân thật về công đức của Như Lai. Tôi nghe như vậy: một thời Phật tại nước Xá Vệ, vườn kỳ thụ cấp cô độc. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạc Lị mới tin Phật Pháp chưa lâu, hai người cùng bàn nhau rằng: tháng mang phu nhân con gái ta trí tuệ thông minh, căn tính lanh lợi, mau hiểu, dễ ngộ. Nếu được gặp Phật chắc chắn mau rõ giáo pháp, tâm không nghi ngờ. Hãy kịp thời khiến tin tưởng phát tâm, nhờ phát đạo tâm. Phu nhân thưa: nay thật đúng lúc. Cái đoạn này gọi là lục chủng thành tựu, nhưng mà chúng ta thấy nó có cái vẻ hơi quyền bí, phải không? Bà Thắng Mang là con của Mạc Lị phu nhân, mà Mạc Lị là vợ con ba vua Ba Tư Nặc. Bà Mạc Lị phu nhân là một cái người nữ gọi là thí chủ lớn trong thời Đức Phật, cúng dường chúng tăng, cúng dường Đức Phật luôn. Nhưng mà lúc này hai vợ chồng mới hiểu đạo thôi, là tin pháp chưa lâu đó, tức là mới hiểu đạo. Mà hai vợ chồng mới hiểu đạo, còn con thì chưa từng gặp Phật. Hai vị mới suy nghĩ nên làm vậy để nhắc nhở con mình cho nó phát tâm, nó tu. Rồi mới dứt thơ cho con. Thì trường hợp đó thì chúng ta thấy ngài A Nan không có mặt ở nó lúc nào hết. Thường thường là trong các buổi kinh khác thì nói rằng lúc Phật tới đâu đó, phải không? Ở đó rồi có bao nhiêu chúng tỳ kheo này kia kia nọ rồi giảng kinh, rồi Phật với tôi nghe như vậy là ngã nan giữ nghe. Còn cái trường hợp này ở trong gia đình bàn nhau, phải không? Bàn nhau rồi gửi thơ cho con, rồi con mới phát tâm như vậy. Thì không có cơ hội nào ngã nan tới hết, không biết ngài nghe lúc nào. Có lẽ là Phật thuộc lại chẳng hay không thì mình chưa biết hết. Vậy nên thành ra cái về cái mở màn của bài kinh đó, nó có cái tính cách hơi quyền bí một chút, phải không? Nó thiếu cái thực tế. Mà chúng ta đọc trong sử hay là các kinh A Hàm thì không có thấy nói tới bà Thắng Mang là con của Mạc Lị phu nhân. Thành ra là nó là một con người mình có thấy hay không có thấy trong lịch sử, mà ở trong đây lại ghi ra, để điều đó là càng làm chúng ta khó hiểu. Nhưng bây giờ thì mình chỉ quan trọng là cái bài kinh này, cái giá trị nó ra sao, cái đó là quan trọng thôi. Còn cái chuyện thực hư đó thì để qua một bên. Khi đó thì vua và phu nhân gửi thư cho Thắng Mang, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai cả nội thị tên Chiên Đà La Đề La đem thư đến nước A Du Xà vào cung dân Thắng Mang. Thắng Mang được thư vui mừng cúi nhận, đọc tụng thụ trì lấy làm hy hữu, rồi quay sang Chiên Đề La nói bài kệ rằng: như vậy thì bà chỉ được thư của mẹ, rồi đọc vui thích, rồi nói với Chiên Đà Đề La: ta nghe danh tiếng Phật đời chưa dễ có ai có, quả lời thư chân thật nên ta phải cúng dường. Và nói rằng tôi nghe được cái danh của Phật, ở đời không ai bị kịp, nếu cái lời nói đó là thật thì tôi thành tâm cúng dường. Đây là bà mới phát nguyện trước Phật, hay là phát nguyện với cái tâm thành ở giữa hư không. Ngỡ mong Phật Thế Tôn vì thế gian xuất hiện, xin rủ lòng xót thương cho con được trông thấy. Đó là cái nguyện của bà mong rằng Phật hiện cho bà thấy, để rồi cho bà được đủ lòng tin. Thì như vậy thì khi bà xin nguyện mong Phật cho thấy đó, thì lúc đó Phật liền xuất hiện. Khi xin ý niệm này, Phật hiện ngay trên không, hào quang sáng chiếu khắp, tỏ rõ thân tuyệt vời.
thắng mang cùng quyến thuộc quỳ lại ở dưới chân đều đem tâm thanh tịnh ca ngợi Phật công đức. Đó. Để khi mà thấy Phật hiện rồi thì gia đình bà thắng mang và bà, nhưng mà đây có cái bà thắng mang là một vị phu nhân ở nước gì mà sao không thấy nó ông vua đó sao hết, thấy không, thấy nó bà giống quyến thuộc mà không thấy nó ông vua tên gì mà ông không có dự trong mấy cái cuộc này. Đó. Như vậy thì bà thắng mang bà và quyến thuộc mới ca ngợi, khi thấy Phật rồi mới ca ngợi công đức của Phật. Thân Như Lai nhiệm màu, thế gian không sánh kịp, thật không thể nghĩ bàn, nên con nay kính lễ. Sắc Như Lai vô tận, trí tuệ cũng như thân, tất cả pháp thường trú, vì vậy con quy y. Thì bài kệ này là bài kệ mà lâu nay chúng ta hay tán Phật. Tôi đọc nguyên văn chữ Hán mà chú thấy: Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dữ đẳng, vô tỷ bất tư nghì, thị cố kim kính lễ. Như Lai sắc vô tận, trí huệ tuệ diệt phục nhiên, nhất thiết pháp thường trú, thị cố ngã quy y. Thuộc không? Bài kệ đó mấy chú thuộc chưa? Như vậy hồi đó giờ đọc không biết bài kệ đó ở đâu. Như vậy đó là mấy chú đọc hùng với bà Thắng Mang. Đây là bài kệ sáng Phật của bà Thắng Mang. Nên có học rồi mới có hiểu những cái mà mình đọc liền miệng, không biết ai chế ra cái bài đó, bài đó xuất xứ từ đâu không biết. Như vậy thì bài kệ đó dịch là thân Như Lai nhiệm màu, đó là Như Lai diệu sắc thân đó, thân Như Lai nhiệm màu, thế gian không sánh kịp, đó là thế gian vô dữ đẳng đó. Như vậy thì nghĩa là thân Như Lai rất là nhiệm màu, vì bà thấy thân Phật chiếu hào quang sáng ngời. À, thế gian không có ai mà sánh kịp với cái thân của Ngài, thật không thể nghĩ bàn, vì vậy mà nên nay con kính lễ Ngài. À, rồi lại kể thêm: Như Lai sắc vô tận, tức là sắc của Như Lai là không có ngần mé, không có cùng tận. Trí tuệ diệu phục nhiên là trí tuệ Ngài cũng như thân Ngài, thân vô tận, trí tuệ cũng vô tận. Cho nên đến bên kia dùng diệt phục nhiên để đây dịch là cũng như thân. Thân vô tận, trí tuệ cũng vô tận, cho nên nó trí tuệ diệt phục nhiên. Tất cả pháp thường trú, vì vậy con quy y. Thì tất cả pháp lẽ ra vô thường chứ sao nó thường trú? Mình chưa thấy các pháp thường trú là vô thường. Như vậy thì tại sao ở đây bà lại tán thán là tất cả pháp là thường trú? Vì vậy con quy y. Thì ở đây tôi tạm thí dụ cái thí dụ nhỏ thôi. Thí dụ như mấy chú thấy cái bánh xe hay là cái quạt, cái cánh quạt, quạt máy. Khi cái cánh quạt máy mà mình mở điện thì nó quay, phải không? Nó quay là động hay tĩnh? À, thấy cái quạt nó quay, quay tích, quay dù dù vậy thì đó là động. Nhưng mà sự thực từng cánh quạt nó có động không? Cái cánh quạt nó là như vậy thôi, nó không có động. Nhưng mà tại vì cái sức đẩy, sức lăn của nó thành nó thấy nó quay dù coi như nó động. Thì như vậy trong cái động nó đã có cái tịnh trong đó. Rồi bánh xe lăn cũng vậy, mình thấy nó lăn nhưng mà sự thực những cái cầm xe gì này nó có y nguyên rồi thôi, nó có thấy lăn gì đâu, phải không? Thì chẳng qua là cái bên ngoài mình thấy nó lăn, cái sự thật bản thân nó không có lăn gì hết. Như vậy thì ngay trong cái động nó có cái tịnh trong đó, mà muôn vật muôn thể ở giữa này luôn luôn trong cái động nó có cái tịnh. Bởi vậy cho nên mấy chú nhớ cái bài kệ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư đó, phải không? Làm sao? Xưng khứ bách qua lạc, xưng đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão đập tùng đầu thượng lai. Đó là một dòng sinh diệt rồi. Chỉ biết mạc vị sinh tàn qua lạc tận, đình tiền tạng giả nhất chi mai. Tới đó có cái không có bao giờ, không bao giờ đổi thay. Nó là mùa đông lạnh tuyết giá mà vẫn có cành mai, phải không?
chứ đừng nói xuân mới có ma có hoa, mà mùa đông cũng vẫn có hoa. Đó là để nói rằng trong cái dòng biến chuyển sinh diệt có một cái ngầm không, không biến chuyển sinh diệt. Bởi vậy nên tất cả pháp thường trú là nhìn tới cái đó. Hiểu như vậy thì mới thấy cái câu tán này nó mang cái tính chất là của cái người nhìn tận cái Như Lai tàng. Muôn pháp nó sinh diệt nhưng Như Lai tàng không có sinh diệt, không bị sinh diệt. Hàng phục tâm tội lỗi cùng bốn thứ của thân cho đến chỗ khó nhất, vì vậy lễ pháp vương là đấng nhất thiết trí, trí tuệ thanh tự tại, nhiếp trì tất cả pháp, nên con nay kính lễ. Nói rằng hàng phục tâm tội lỗi là Đức Phật Ngài đã làm chủ được cái tâm lăng xăng tạo nghiệp đó, Ngài hoàn toàn làm chủ được. Rồi cùng bốn thứ của thân, tức là ngay cái thân tứ đại này Ngài cũng làm chủ được luôn. Làm chủ được tâm, làm chủ được thân, cho nên Ngài mới sanh tử tự tại đó. Bây giờ mấy chú thấy Ngài làm chủ bằng cách nào? Như những câu chuyện mình thường kể, nghĩa là khi người ta chửi Ngài, Ngài vẫn đi chậm rãi, không có đổi nét mặt, phải không? Ngài không có giận dữ gì hết trơn. Còn mình thì sao? Giả sử mình đi mà ai kêu tên mình chửi, cái lúc đó mình sao? Mặt mày nó đổi hết, phải không? Đi đứng nó cũng bất bình thường luôn nữa. Thì như vậy, đối với Ngài, Ngài làm chủ được tâm, cho nên dù cái gì nó trái với cái bình thường, trái với cái nghĩ thường của mình, cũng vẫn không có bực bội, không có tức tối. Còn mình bây giờ cái gì mà trái ý cái thì nổi xanh nổi quạo lên, đó là vì mình không làm chủ được nó. Rồi làm chủ được thân là khi mà Ngài, Ngài mà nếu không sắp tịch, không tịch, không muốn tịch thì thân chưa chắc đã tịch. Mà sở dĩ Ngài muốn nói cho Ngài A Nan biết rằng nếu mà cần Như Lai ở đời thì Như Lai ở đời, còn nếu không cần thì Như Lai sẽ nhập Niết Bàn đó. Mà Ngài A Nan quên cầu xin, thành ra Ngài xả thọ mạng. Xả thọ mạng tức là để cho cái mạng sống nó mất đi để mà chết. Thì như vậy để thấy rằng cái chết là muốn chết nó chết, chứ không phải là cái chết nó làm chủ mình, mà ngược lại mình làm chủ nó. Vì vậy mà nói lên làm chủ tâm, làm chủ thân cho đến chỗ khó nhất, làm chủ đến cái chỗ khó nhất mà vẫn làm chủ được. Mình bây giờ có khi mấy chú làm chủ được cái gì mà nó hơi dễ dàng thì làm chủ được. Ví dụ như giờ bình an không ai động tới mình á, thì lúc đó tâm mình yên lắm, phải không? Và thân mình cũng thoải mái nữa. Nhưng mà có cái gì động tới thì sao? Thì tâm nó tán loạn, rồi thân mình nó cũng bị quay cuồng. Đó là nói là mình làm chủ một cách là lúc không có gặp gió, phải không? Còn nếu gặp gió cái mình bị gió nó cuốn đi. Còn với Ngài thì tới cái khó nhất cũng làm chủ được. Khó nhất như là lúc mà sắp tịch, sắp chết. Lúc đó nhìn thấy cái người hiện tại là thân quyến của mình mà họ sắp chia ly mình thì tâm nó làm sao? Rồi thân này khi sắp rã rời nó đau nhất, nó tan nát hết. Như vậy là lúc đó là lúc khó làm chủ nhất, mà Ngài vẫn làm chủ được. Cho nên khi sắp nhập Niết Bàn đó, đó là Ngài ngồi Ngài kiết già, rồi cái là Ngài mới phóng ra cái tiến tới các cái thiền đó, từ sơ thiền nhị thiền lần lần lên lên cho tới thì cuối cùng rồi cái Ngài trở lui lại đó, trong những cái thiền định đó Ngài trải qua hết rồi Ngài trở lui lại, sau đó mới tịch ba lần vậy mới tịch. Thì như vậy để nói rằng giờ phút chót và giờ phút khó khăn nhất mà Ngài vẫn làm chủ được, Ngài không có bị nó làm rối loạn.
Bởi vì vậy mà con kính lễ Ngài. Ngài là đấng nhất thiết trí, tức là cái trí biết tất cả, là trí tuệ thân tự tại. Thì về phần trí tuệ và về phần thân đều được tự do tự tại, nhiếp trì tất cả pháp, tức là nhiếp phục được tất cả pháp, nên con nay kính lễ. Vì vậy mà con kính lễ. Kính lễ khôn kể xiết, kính lễ khôn thánh ví, kính lễ vô biên pháp, kính lễ khôn nghĩ bàn. Bây giờ cái kính lễ của con, kính lễ Ngài không có nào thế nào kể xiết được. Kính lễ Ngài không có gì mà so sánh bằng được. Kính lễ Ngài là cái pháp vô biên, không có thể kể hết. Kính lễ Ngài bằng cách là không có thể nghĩ bàn. Thương xót che chở con cho giống pháp thêm lớn, đời nay và đời sau xin Phật thường nhiếp thụ. Vậy thì con kính lễ Ngài, rồi con mong Ngài giúp đỡ cho con cái giống chánh pháp này càng ngày càng thêm lớn, chẳng những thêm lớn ở đời này mà cả đời sau, đời này và đời sau nữa, luôn luôn thì được tăng trưởng hết chứ không có dừng nữa. Thì đó là cái lời tán thán của bà Thắng Mang phu nhân. Bây giờ tới phần Đức Phật. Ta an lạc ngươi rồi, đời trước đã khai giác, nay lại nhiếp thụ ngươi, và đời sau cũng vậy. Đó là Phật nói rằng, đối với Đức Phật thì Phật đã an lạc cho bà rồi. Đời trước đã khai giác, chứ không phải bà mới tu, mới hiểu đời này, mà đời trước bà đã có được Phật khai mở trí giác, nhìn nay lại được nhiếp thụ nữa, và đời sau cũng sẽ được nhiếp thụ luôn. Như vậy thì luôn luôn bà được Phật hướng dẫn, đời trước, đời này và những đời về sau Phật bảo đảm không có sai sót. Thì bà liền bạch: con đã tạo công đức hiện tại và bao đời, các căn lành như thế cuối xin được nhiếp thụ. Bà thưa rằng bà đã tạo được những cái công đức hiện tại và những đời về trước, các căn lành của bà được như vậy thì kính xin Phật nhiếp thụ cho bà đừng có mất. Thì như vậy thì chúng ta thấy mới có gặp Phật thì bà đã nhớ lại nhiều đời trước rồi, phải không? Nhiều đời trước đã có tu, nhiều đời trước đã có công đức, cho nên bây giờ mong được Phật nhiếp thụ. Bây giờ Thắng Mang và Quyến thuộc lại Phật để đầu mặt áp sát đất. Phật liền ở ngay giữa chúng thủ ký cho phu nhân rằng: ngươi ca ngợi công đức chân thật của Như Lai, do căn lành này trong vô lượng kiếp A Tăng Kỳ sẽ làm vị đại tự tại vương ở cõi trời, cõi người. Bất cứ sinh nơi đâu cũng thường được gặp ta và ca ngợi trước mặt ta như hôm nay không khác. Rồi lại cúng dường vô lượng A Tăng Kỳ Phật, quá 2 vạn kiếp A Tăng Kỳ sẽ được thành Phật hiệu Phổ Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Cõi Đức Phật ấy không có các đường dữ, già bệnh suy nhược buồn rầu, không vừa ý khổ, cũng không có tên gọi nghiệp chẳng lành hay nghiệp dữ. Chúng sinh cõi ấy sắc tướng, sức lực, thọ mạng, ngũ dục, các thứ đều hoàn toàn khoái lạc hơn cả các cõi trời, ở cõi tha hóa tự tại. Chúng sinh cõi ấy thuần chỉ một đại thừa, các chúng sinh đã tu tập căn lành đều họp về cõi ấy. Như vậy từ ngang đây, Đức Phật liền thọ ký cho bà, nhờ cái công đức của bà ca ngợi tán thán Như Lai, cho nên Phật thọ ký rằng từ đây về sau, đời đời và xa đời thì sẽ làm gì? Đại tự tại vương ở cõi người, tức là làm vua tự tại ở cõi người hoặc là ở cõi trời, mà đời đời đều gặp được Phật, rồi cúng dường Phật chừng bao nhiêu đời, cúng dường vô lượng số A Tăng Kỳ Phật. Vô lượng số A Tăng Kỳ là vô số, mà vô số vô lượng Phật, không biết bao nhiêu Phật.
Rồi bà được bao lâu sẽ thành Phật? Quá 2 vạn kiếp A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ là vô số, mà quá 2 vạn cái vô số đó sẽ thành Phật. Nghe nói với chú có ngán không? Nghe thọ ký ký vậy với chú có ham không? Nếu mà thọ ký mình cuối đời này thành Phật thì còn mừng, phải không? Hoặc là 3 đời thành Phật thì còn ham. Vô lượng, quá 2 vạn A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ tức là dịch từ vô số kiếp. 2 vạn, quá 2 vạn vô số kiếp đó mới thành Phật. Thì từ bao nhiêu năm? Nhìn cái thấy, cái hiểu, nó thấu đáo, nó không lệ thuộc thời gian không gian. Còn tiểu thừa mình thì lệ thuộc thời gian, lệ thuộc không gian. Bởi lệ thuộc thời gian cho nên nó dài cái là ngán ngược, ngán xuôi. Phải không? Nó phải đặt 3 năm thì đỡ ngán. Dài cái ngán ngược. Còn với các cái gì mà đã thấu hiểu được lý đại thừa rồi, thời gian là không thiệt. Không thiệt thì chỉ bây giờ mình phát tâm cho đến mình tu. Thì bây giờ tôi nói vậy thì mấy chú thấy cái tâm niệm hai người, cái người tỉnh và cái người chưa tỉnh khác nhau. Ví dụ bây giờ có người đó họ được một cái hạt mít ngon, người ta khen là hạt mít là quý nhất, cái mình đem ra mình trồng, ươm trồng. Thì khi ươm trồng á, thì nếu cái người mà họ không có cái tâm mà bồn chồn nóng nảy á, thì họ cứ ươm trồng, rồi vô phân, rồi tưới nước, rồi chăm sóc, rồi từ từ cái nó lớn, rồi nó có hoa có trái. Nghĩa là trồng cho đến thời kỳ nào nó đủ điều kiện, nó có hoa có trái thì có, chứ không có nôn nóng, phải không? Còn có những người trồng rồi, cái hỏa cây này trồng thì bao nhiêu năm có trái, phải không? Hoặc là trồng rồi cứ trồng cho nó lâu lớn quá, phải không? Cứ trồng cứ dòm, trồng cho nó mau lớn, trồng cho nó mau có bông, trồng cho nó mau có trái. Trồng như vậy đó thì có lợi ích gì không? Hai người, người kia không cần trồng gì, cứ lo trồng, rồi lo phân, lo nước. Chừng nào nó có trái, nghe là mình cứ săn sóc đúng mức. Chừng nào có bông có trái, tùy nó. Không trồng không đợi, thì cái người đó là cái người có uổng công, có tổn phí không? Còn cái người mà đặt xuống là cứ trồng hoài, trồng cho mau lớn, trồng cho mau có bông, mau có trái dần dần, mà trồng tới trồng lui hoài, thấp thỏm hỏi thăm người này người kia mấy năm dần dần, thì cái người đó là sao? Là đó là nói lên cái tâm hồn bồn chồn nóng nảy, phải không? Nó yếu đuối chờ mong, không có bình tĩnh, không có sáng suốt. Bởi vì cùng một cây mít mình ươm mình trồng, nhưng mà chỗ tốt thì nó có trái mau, phải không? Chỗ xấu nó có trái chậm. Bây giờ mình làm sao tạo điều kiện tốt cho nó thôi. Đừng mong cái ngày nào, tháng nào có trái hết. Cứ tạo đủ điều kiện rồi nó có trái, có hoa có trái. Thì người đó là cái con người bình tĩnh, điềm đạm đàng hoàng, phải không? Còn người đặt xuống cái tâm đợi đó, thì người đó là người sao? Là bồn chồn, là nóng nảy. Cái tâm hồn đó là nó hẹp hòi, trong đợi đó. Thì giống như mình, phải không? Tu cứ mong hoài, mong sao cho sớm thấy đạo, mong sao cho sớm chứng quả, cứ mong hoài mà hiện tại không dám tu, cứ chờ chứ mong, phải không? Như vậy thì sao? Đi tu thì tới giờ tụng kinh thì gượng gạo mà đi, tới giờ ngồi thiền mà ráng mà ngồi, chứ còn không có cái phấn khởi, không có cái vui mình, mà cứ trông người ta được chứng đạo, trông cho mình được giác ngộ, trông chứ, phải không? Còn bậc đại thừa thì làm, cứ làm, chứ mà nỗ lực mà làm. Nỗ lực làm thì thành công chừng nào cũng được, không đặt thời gian, không mong, không đợi. Đó là tâm hồn đại thừa. Bởi vậy mình thọ ký bao nhiêu năm cũng được, miễn là con tu của thành Phật là được. Đủ là nhiêu đó là đủ mừng rồi, chứ còn đừng có nói gì khác. Thì như vậy tu được thành Phật thì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mạt không thành vấn đề. Miễn bây giờ mình mê, mình tu rồi ngày kia sẽ giác thì được. Thì đó là tinh thần đại thừa. Thì mấy chú kiểm là mình có thuộc loại nào? Loại nào?
Bởi vậy cho nên bởi mong quá cho nên ta dễ gạt. Ở đây là có pháp tu là mau lắm, 3 tháng là ngộ à, nghe cái mừng quýnh lên đó, đại tìm cầu, đó là cái lối dễ gạt, phải không? Bởi vì cái thật thì nó không phải thật, là chỉ làm sao mình gạt, mình bỏ hết mọi cái phiền não, mọi cái điên đảo loạn tưởng. Những điên đảo loạn tưởng nó sạch rồi, tâm mình thanh tịnh thì trí tuệ mình sáng, lo việc đó thôi. Chứ còn nó chỉ chừng nào sáng mặc nó, miễn hết cái này thì cái kia nó sáng à. Còn cái này không chịu bỏ mà đòi nó sáng thì sao được. Bởi vậy nên nhiều khi mấy chú không có hiểu, rồi có những cái hành động, những cái tư tưởng nó trái với cái lẽ thật. Nghĩa là ngồi lại tu thì ngán, mỏi chân, đau chân, đồ đủ thứ hết, phải không? Than thở, mà lại muốn mau thành Phật. Nó mâu thuẫn, cái tu thì ngán, ngán ngược cái xuôi, mà thành Phật thì đòi cho sốt. Thì như vậy được không? Bây giờ cứ nỗ lực mà tu đi, chứ nào thành cũng được. Nghĩa là làm sao? Trên đường tu mình ngày nào cũng là tinh tấn, cứ tinh tấn mãi mãi thì cái ngày thành Phật sẽ đến, phải không? Cũng như con đường đi, ví dụ như từ mình đi bộ mà từ đây về tới trong thành phố, mà nếu cái người mà hơi nhát hơi lười thì đi hỏi hồi cái hỏi đây gần tới thành phố chưa, phải không? Đi hỏi hỏi. Còn nếu người mà không lười không nhát thì cứ cắm cụi đi, đi cùng đường này thì tới thành phố chứ gì hết. Không có cần hỏi ai chi cho mất công, phải không? Trừ ra tới ngã ba có lạ thì hỏi một chút thôi, hỏi đường cho đúng cái đường về thành phố thôi, chứ không có hỏi gần hay xa gì hết. Là quyết đi tới thành phố thì cứ cắm cụi đi, ngày nào cũng đi rồi sẽ tới, phải không? Hỏi thăm nó có tới không? Và khi hỏi thăm thì thấy cái tâm ngán, ngán nó hiện ra rõ ràng, phải không? Đó, ngán đường dài. Bởi vậy nên cái người ngán nó tức là yếu đuối. Còn người mà cầm cửa đi mà không ngán, đó là tâm hồn mạnh mẽ. Mạnh mẽ là đại thừa, yếu đuối là tiểu thừa. Vậy chứ có gì đâu, phải không? Bởi vậy cho nên nghe thọ ký như vậy thì bà thắng mang bà mừng. Chứ nếu mình mà nghe mà kể cái số như vậy chắc mình còn ngán. Nghĩa là thà là đừng thọ ký còn ít ngán hơn, phải không? Thọ ký dài quá, quá hai vạn kiếp mà nghe cũng đã nhiều rồi, mà kiếp A Tăng Kỳ nữa, kiếp vô số, hai dạng cái vô số kiếp, ngán ngược cái rồi. Một vô số kiếp còn ngán rồi, một vô số kiếp thì dài không biết tới đâu, nó đâu có phải chỉ 1.000 năm, 2.000 năm gì còn biết chừng. Vô số, vô số mà hai dạng cái vô số đó, hơn hai dạng cái vô số đó thì thôi quá sức tưởng tượng, phải không? Thì như vậy thì đối với mấy chú ở đây mà được ai thọ kiến vậy, mấy chú có vui không? Buồn, chán quá, dài quá chừng là dài, ngán ngược cái xuôi rồi. Nhưng mà với bà là người nữ mà bà không ngán, bà lại mừng. Đó, để thấy tâm niệm của mình khác. Khi Thắng Mang phu nhân được thụ ký thì vô lượng chúng sinh gồm cả trời người đều nguyện xin về nước ấy. Thế Tôn đều thụ ký cho tất cả sẽ được vãng sinh. Thì như vậy đó là hết một phẩm phát nguyện của bà rồi đó. Đọc tiếp. Đến cái chương này, nếu chú thấy 10 điều niệm, điều nhận lãnh nó rất là trọng đại. Bây giờ Thắng Mang nghe thủ ký xong, cung kính đứng dậy nhận lãnh 10 điều trọng đại. 10 điều trọng đại đây, mình ráng mà tập thử coi lãnh được mấy điều nha. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, những giới đã thụ con không khởi tâm vi phạm. Như vậy thì bà nguyện từng bao nhiêu kiếp không phạm giới. Là quá hai dạng cái vô số kiếp con nguyện không phạm giới. Thì mấy chú thấy mình nguyện một đời này cũng là quá rồi, phải không? Còn bà nguyện như vậy đó, nên là từ khi tu, tức là từ ngày nay con hiểu đạo con tu đó, được Phật Phật thọ ký đó, cho tới con thành tựu Bồ Đề tức là thành Phật,
nguyện không có phạm khởi cái tâm phạm giới. Đó là cái nguyện số 1. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con không sinh tâm kiêu mạn. Cái nguyện này, nếu chú thấy nó có tính cách bên phái nữ rõ ràng, phải không? Vì phái nữ hay kiêu mạn, cho nên bà đặt nó kế cái giới luật đó. Nghĩa là từ hôm nay cho tới thành Phật quả, đối với bậc tôn trưởng không có sinh tâm kiêu mạn. Thưa Thế Tôn, đó là cái thứ hai rồi, phải không? Giờ cái thứ ba. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với chúng sinh con không sinh tâm sân giận. Cái đó là chung hết á, nam nữ gì cũng có hết. Bây giờ mấy chú có dám nguyện cái này không? Tôi không nói mấy chú nguyện tới suốt đời nữa, tôi chỉ mấy chú nguyện dùm tôi 3 năm đi, dám không? Kể từ hôm nay cho đến 3 năm con nguyện không dám sinh tâm sân giận, mấy chú dám không? Cái thời gian hết sức là ngắn, phải không? Sánh với bà là khi bây giờ mà cho tới thành Phật á, là tới hơn 2 vạn cái vô số kiếp mà bà nguyện như vậy, còn mình nguyện có 3 năm mà không dám nữa, thì mình thua đàn bà quá, thua không? Sao mình không gan vậy? Bây giờ cái chỗ này dám nguyện không? Dám nguyện tôi làm chứng cho. Chỉ 3 năm thôi, xin nguyện 3 năm, rồi 3 năm rồi nguyện 3 năm nữa. Như vậy thì 3 năm cũng không dám nguyện nữa, đừng nói là tới bao nhiêu số kiếp. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với thân sắc và các thứ đồ dùng bên ngoài của người khác, con không sinh tâm ganh tị. Cái này có tính cách người nữ, mà mình nam cũng có vậy. Thân sắc tức là thấy ai có cái đẹp hơn mình cũng không ganh tị, thấy ai có đồ đẹp hơn mình cũng không ganh tị. Nghĩa là ai đẹp hơn mình, đồ sang hơn mình, tất cả những cái gì đó mình đều không có ganh tị hết. Thì cái đó là cái dễ hơn khó. Thấy thì nó không khó lắm, nhưng không phải là dễ đâu. Rồi, thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, đối với các pháp bản thân cũng như sở thuộc, con không sinh tâm lãnh tiếc. À, các pháp bản thân là những cái gì thuộc về thân mình, sở thuộc cái gì thuộc về sở hữu của mình, mà trong kinh thường gọi là ngã và ngã sở đó, phải không? Bản thân là ngã, sở thuộc là ngã sở, nghĩa là không có lãnh tiếc, tức là ai cần cái gì mà thuộc về cái đồ đạc của mình, về trong nội thân mình, họ cần thì mình sẵn sàng giúp, không có tiếc. Thì mấy chú có thể nguyện đồ của mình ai cần thì mình cho tiếc không? Đừng nói là thân, phải không? Trong thân như là cần lỗ tai cho lỗ tai, cần lỗ mũi cho lỗ mũi, cái đó thì chắc là không giống nguyện rồi. Bây giờ nguyện đồ ở ngoài thôi, tất cả nào là đồ đạc, quần áo, dụng cụ, kinh sách gì đó, nguyện ai cần thì mình cho, mình không lãnh tiếc, giống nguyện đó không? Đó là nhỏ xíu thôi, phải không? Mà cũng chưa dám nữa, chưa gan nữa đó. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con không vì mình, con mà thu nhận, tích trữ tiền của, tất cả những gì nhận được đều đang giúp đỡ chúng sinh nghèo khổ. Đó. Như vậy thì không vì mình mà nhận đồ đạc, tiền của. Nếu có nhận đó là nhận vì chúng sinh, vì lo cho mọi người mà nhận, chứ không phải vì mình. Phải không? Thì cái đó dễ hơn thôi. Thấy thì cũng không phải dễ, bởi vì phần nhiều á thì mình nhận thì cho mình hưởng trước cái đã, lo cho thiên hạ sau, phải không? Dư mới lo cho thiên hạ, chứ nhận mà lo cho thiên hạ giống gì mình thì cái đó cũng hơi khó. Đó là điều thứ mấy rồi. Bây giờ tới điều thứ 7.
Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con không vì mình con mà tu hành tứ nhiếp pháp. Vì tất cả chúng sinh đem tâm không ái nhiễm, tâm không nhàm đủ, tâm không quái ngại nhiếp thụ chúng sinh. Đoạn này dễ hiểu không? Tại sao không vì mình mà tu hành tứ nhiếp pháp? Mấy chú biết tứ nhiếp pháp không? 1, 2, 3, 4. À, bốn cái đó là pháp tu vì mình mà tu hay là vì ai mà tu? Bà nguyện là không vì mình mà tu bốn cái pháp đó. Tại sao vậy? Nếu mình bố thí mà mong người ta thương mình, phải không? Mình ái ngữ mong người ta mến mình lợi hành mong người ta ủng hộ mình, vân vân, tất cả những cái đó nhiếp phục họ để về mình thủ lợi, thì đó là dùng tứ nhiếp pháp vì mình. À, thì ngài bà không có làm cái đó, mà dùng tứ nhiếp pháp nhiếp phục chúng sinh để làm gì? Để là vì tất cả chúng sinh đem tâm không á nhiễm, tâm không nhàm đủ, tâm không quái ngại mà nhiếp thụ chúng sinh. Mình nhiếp phục họ để đưa họ tới chỗ trong sạch, đưa họ tới cái chỗ mà tâm không còn quái ngại, chứ không phải vì mình. Nói tóm lại, Phật dạy tứ nhiếp pháp là để mình nhiếp phục họ mà hướng họ về đạo lý, hướng họ về đường tu hành, chứ không phải vì mình mà mình nhiếp họ. Mà bây giờ đa số làm mấy cái đó là vì mình không à. Ví dụ như bố thí, bố thí thì nghĩ mình giúp họ đây mình có phước, phải không? Mình hưởng phước, chứ không phải là bố thí đó để dùng phương tiện mà giáo hóa họ. À, rồi mình có ái ngữ, tức là nói những lời ngọt ngào để cho họ có cảm tình với mình, phải không? Cho họ thương mình, thì cái đó là vì mình. Còn mình nói lời ngọt ngào để cho họ có cái cảm mến, rồi mình dẫn họ đi trên con đường đạo lý, à, thì cái đó là cái hướng mà Phật nhắm dạy mình. Còn bây giờ nếu mình vì mình mà làm bốn cái đó thì nó trái với đạo lý. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, nếu gặp chúng sinh cô độc, ưu phiền, tật bệnh, tai nạn, khốn khổ, con sẽ không bỏ rơi họ, quyết làm cho họ được an ổn, vì nghĩa giúp ích khiến thoát các khổ, nhiên hậu mới thôi. Nghĩa là giúp chừng nào họ hết khổ mới thôi, chứ không phải giúp mà tới chừng nào có giới hạn. Thì đó, cái điều đó dễ là có. Điều đó cũng không phải là dễ, phải không? Nên là như vậy là cái nguyện quá lớn. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, nếu gặp những kẻ săn bắn, chăn nuôi, những kẻ có các hành động ác và người phạm giới, con sẽ không bỏ qua. Nếu đủ sức thì nơi đâu gặp các chúng sinh ấy đáng khuất phục, con sẽ làm cho phải khuất phục. Đáng thu phục, con sẽ thu phục. Bởi vì sao? Vì nhờ khuất phục, thu phục được họ mà đạo pháp tồn tại lâu dài. Đạo pháp tồn tại lâu dài thì cõi trời, cõi người sung mãn, ác đạo giảm đi, có thể vận chuyển bánh xe pháp mà Như Lai đã chuyển. Vì thấy lợi ích như vậy nên cứu độ nhiếp thụ không thôi. À, bởi vì những cái người mà họ làm những điều ác, có hành động ác, họ phạm giới, thì những người đó là họ tạo ra cái nghiệp chướng nặng nề đau khổ. Mà họ đã tạo nghiệp chướng nặng nề đau khổ thì đó là cái cớ để lăn lộn trong ba ác đạo, phải không? Mà nếu mà nhiều người như vậy thì cái cõi người sẽ giảm, cõi trời sẽ giảm, mà nó tăng cái cõi nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Mà nếu tăng ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì đạo pháp đâu có tăng được. Bởi vậy đó đâu có giảng kinh nói pháp họ nghe được, họ chịu khổ thôi. Ví dụ như làm con bò thì làm sao giảng cho nó nghe được, phải không? Bởi vậy cho nên đạo pháp nó suy vi. Vì vậy mà muốn cho đạo pháp tăng trưởng thì phải làm sao dạy hướng dẫn họ đừng tạo nghiệp ác.
Bởi họ không tạo nghiệp ác cho nên họ sanh ra cõi người, cõi trời, thì nhờ đó mà mình giáo hóa họ được. Như vậy thì cái bánh xe chánh pháp mới chuyển mãi không dừng. Còn nếu mà để họ cột xuống dưới hết thì không làm sao mà giữ gìn được chánh pháp lâu dài trên thế gian. Thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến khi thành tựu Bồ Đề, con nhiếp thụ chánh pháp không bao giờ để quên mất. Bởi vì sao? Vì quên mất chánh pháp là quên mất Đại Thừa. Quên mất Đại Thừa là quên mất Ba La Mật. Quên mất Ba La Mật thì không yêu thích Đại Thừa. Nếu Bồ Tát quyết định Đại Thừa thì không có khả năng, không quyết định Đại Thừa thì không có khả năng nhiếp thụ chánh pháp một cách tự tại, vĩnh viễn không khao nổi địa vị vượt phàm phu. Con đã thấy cái sai lầm to lớn vô lượng như vậy, lại thấy cái phúc lợi vô lượng trong tương lai của bậc Đại Bồ Tát nhiếp thụ chánh pháp như vậy, nên xin chịu sự nhận lãnh trọng đại này. Đến cái thứ 10 là cái bà nói rằng từ nay cho đến thành Bồ Đề, con xin nhiếp thụ chánh pháp không bao giờ để quên mất. Nhiếp thụ chánh pháp có nghĩa là sống đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp. Đó gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Chánh pháp và mình và chánh pháp không hai. Ở đó là nhiếp thụ chánh pháp. Bởi vì chúng ta học chánh pháp nhưng mà gọi nhiếp thụ chánh pháp chưa? Học một đàn mà làm một ngã. Phật dạy trong kinh biểu đừng sân mà ra ai chọc cái nỗi sân đùng đùng. Phải không? Phật bảo đừng tham mà ra có cái gì thấy đẹp quá cũng tham. Như vậy thì chưa có nhiếp thụ chánh pháp. Chỉ có học chánh pháp mà chưa có nhiếp thụ chánh pháp. Còn nếu nhiếp thụ chánh pháp thì cái gì mình đã hiểu thì mình sống đúng như cái hiểu. Bởi vậy cho nên nói tổ là gì? Hạnh giải tương ưng. Thì gọi đó là tổ. Thì đây là nhiếp thụ chánh pháp. Nghĩa là cái hiểu và cái hành nó đúng như nhau. Nên nói sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Thì như vậy bà nguyện rằng từ đây cho tới thành Bồ Đề đó, bà nguyện nhiếp thụ chánh pháp. Mà nếu nhiếp thụ chánh pháp như vậy đó, đó là Đại Thừa. Mà nhiếp thụ chánh pháp như vậy đó là Lục Ba La Mật. Như vậy thì nếu người nào mà nhiếp thụ chánh pháp được rồi thì người đó mới vượt khỏi cái địa vị phàm phu, phải không? Còn nếu không nhiếp thụ chánh pháp thì còn ở địa vị nào? Tại sao mà nhiếp thụ chánh pháp vượt khỏi địa vị phàm phu, không nhiếp thụ chánh pháp thì chưa vượt khỏi địa vị phàm phu? Như vậy thì hiện giờ mình có vượt khỏi địa vị phàm phu chưa? Được chưa? Mình xuất gia rồi mà. Mà sao không khỏi phàm phu? Bởi vì mình chưa có nhiếp thụ chánh pháp, phải không? Nghĩa là hiểu chánh pháp có, nhưng mà hành chánh pháp chưa xong, phải không? Mà chưa có xong thì người phàm phu sân mình cũng còn sân, phàm phu si mình cũng còn si, phàm phu tham mình cũng còn tham. Thì làm sao mà mình vượt khỏi địa vị của họ, phải không? Chừng nào mà mình học được chánh pháp, rồi sống đúng chánh pháp, hết tham, hết sân, hết si, đó là vượt khỏi địa vị phàm phu. Bây giờ mấy chú muốn vượt khỏi hay muốn ở đó? Muốn thế nào? Chắc là cũng nguyện vượt khỏi, phải không? Nhưng bây giờ ráng làm sao mà kể từ nay cho tới thành Phật nguyện vượt khỏi cái địa vị phàm phu đó. Thì như vậy là 10 điều rồi. Bây giờ bà mới nói: xin Pháp Chủ Thế Tôn hiện tại chứng minh cho con, chỉ có Phật Thế Tôn hiện tiền chứng biết, còn các chúng sinh căn lành mỏng manh có thể sẽ nghi ngờ cho rằng 10 điều nhận lãnh to tát, hết sức khó thực hiện. Có thể họ như những kẻ trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa, nên tâm hồn họ chẳng được an vui. Nghĩa là cái lời nguyện của con chỉ Thế Tôn biết, chứng biết cho con, chứ còn những hạng phàm phu thường ở đây căn lành mỏng yếu đó, không tin nổi đâu,
dài quá làm sao làm nổi. Đó, nãy giờ tôi biểu mấy chú chỉ cần nguyện 3 năm mà còn không dám nguyện. Phải không? Một điều mà 3 năm còn không dám nguyện. Hướng nữa là bà nguyện tới 10 điều mà từ nay cho tới thành Phật không sai phạm. Thì làm sao ông tin nói? Mà sở dĩ những chúng sinh này không tin là tại sao? Bởi vì căn lành mỏng manh, rồi họ lại ở trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa. Mấy chú hiểu lợi ích phi nghĩa không? Đã là lợi ích tại sao lại phi nghĩa? Bởi vì người ta thường thường nói làm gì lợi ích là có nghĩa, phải không? Nhưng mà ở đây nói làm những lợi ích phi nghĩa. Tôi thí dụ như mình bây giờ mình đi buôn bán cái là mình phát tài, mua một là hai là ba, thì đó là đối với mình có lợi ích đó. Mà lợi ích đó có nghĩa hay phi nghĩa? Như mình tham quá của một muốn lời hai lời ba, thì cái lời nhiều đó là đồng tiền, đó là đồng tiền phi nghĩa, phải không? Bởi vậy cho nên họ ở trong đêm già làm những lợi ích phi nghĩa, làm những cái gì có lợi ích mà lợi ích cho bản thân mà hại kẻ khác, thì cái lợi ích đó đều là phi nghĩa. Mà bởi làm những lợi ích phi nghĩa đó nên tâm hồn họ không được an vui. Làm được thì được mà không có vui. Bởi vậy nên là nhiều khi có nhiều người như hôm qua đó, có mấy người Phật tử lại ngồi, con cô Phật tử họ nói rằng: thưa thầy, ở đời giàu khổ, nghèo khổ, rồi những người mà đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ, ai cũng khổ hết, vậy làm sao cho hết khổ? Thì cái cô đó thì chắc cô cũng khổ nhiều, mà cái hoàn cảnh cổ có lẽ ở địa vị cũng khá giả, mà giàu vẫn thấy khổ. Bây giờ mấy chú kiểm lại coi, những người mà họ có của đó, mà tương đối là thấy có đi xe hơi, có nhà lầu, hỏi họ có hết khổ chưa? Hay họ cũng vẫn than dài dài? Như vậy thì thế gian không có cái hết khổ nếu ở trong mê. Thấy không? Còn ở trong mê thì tâm hồn không bao giờ an ổn được hết. Mà không an ổn tức là còn khổ chứ không có vui được. Bởi vậy cho nên mình tu làm sao cho hết khổ được vui. Mà muốn hết khổ được vui là phải hết được cái mê. Bởi vậy mình mới thấm cái câu mà trong kinh A Hàm Đức Phật có nói: cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ làm con trâu kéo cài chưa phải là khổ, cái khổ đói khát chưa phải là khổ. Chỉ có cái khổ là trong đêm dài không biết lối đi mới thực là khổ. Tức là trong cái vô minh mà không biết lối thoát, cái đó mới là khổ. Cái khổ bởi vì ở địa ngục còn có ngày ra, làm trâu thì cũng ít năm chết cũng hết. Nhưng mà chỉ có cái mê ở trong cái vô minh đó thì không biết chừng nào. Khổ đó mới là khổ miên diễn. Bởi vậy cho nên làm sao mà thoát được cái khổ đó, đó mới là cái chân thật. Đây bà nói: để họ an tâm, nay trước Phật con xin phát lời thệ nguyện thành thật rằng, nếu con nhận 10 điều nhận lãnh trọng đại này và làm được như lời đã nói, thì do thệ nguyện này xin tiếng trời mầu nhiệm vang lên và qua trời mưa xuống trong đại chúng. Vừa nói dứt lời, từ hư không qua trời mưa xuống có tiếng mầu nhiệm vang lên: đúng đúng như lời ngươi nói, quả thực không sai. Những chúng sinh kia thấy qua trời và nghe tiếng mầu nhiệm, cả chúng hội sạch hết nghi ngờ, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thường cùng thực hành với thắng mang. Thế Tôn đều thủ ký cho tất cả đại chúng được như điều đã nguyện. Mấy chú thấy, nghe bà nguyện rằng nếu mà 10 cái điều trọng đại và hứa nhận đó mà bà làm được á, thì ngay đây ở trên hư không liền có qua trời tự nhiên rơi xuống trong đại chúng, rồi được có cái tiếng hứa rằng đúng đúng để cho người ta tin,
cái lời của bà nói là thật. Thì chỗ này mấy chú thấy nó có cái gì? Nó có hảo huyền không? Và nói chuyện ở trong hư không thì không có quạt, không hư không là không có người, phải không? Mà bà nguyện là nếu bà làm đúng được như vậy đó, bà hứa và bà làm được thì xin qua trời rơi xuống, xin ở trong hư không vang lên tiếng màu để chứng nhận lời của bà nói là đúng, thì liền có qua trời, liền có tiếng nói. Thì như vậy tôi cho rằng trong cái hư mà có cái thực. Hư tức là lúc đó đâu có thấy người, đâu có thấy hoa, phải không? Mà khi cái nguyện mạnh rồi thì hoa và người có. Còn mình ngược lại trong cái thực nó thành hư. Thì tại sao trong cái hư thành thực? Bởi vì với một người nào nhiệt tâm, thành tín, quyết làm một cái điều mà điều đó nhất định khó, nhưng mà can đảm làm, quyết tử làm, thì cái can đảm quyết tử làm đó sẽ thành tựu. Khó mấy cũng thành tựu. Còn dù một cái dễ mà mình hơi lơ là, hơi xem thường, thiên hạ làm được mà mình lơ là xem thường, mình làm nó không được. Tôi thí dụ bây giờ như ngồi thiền, mấy chú có thể có một hai huynh đệ ngồi mãn 2 tiếng đồng hồ an ổn, nhưng mà có người lại ngồi ngồi cái chừng 1.5 tiếng gì đó, cái quảng hốt đau quá chịu nổi, cái cuốn quýt nhảy ra buộc bỏ cuộc, phải không? Thì đó là trước mắt mình có người làm được thì đó là thực, phải không? Mà mình làm vậy không được thì trong cái thực thì mình là hư rồi, làm không được. Còn như bà, trong cái hư là trong hư không, không có qua trời, không có chư thiên sẵn, mà bà thành tâm phát nguyện và nhất định bà làm được điều đó thì liền có qua trời rơi xuống, liền có cái tiếng chứng nhận rằng bà làm được. Thì như vậy mới thấy cái ý chí, cái quyết định của con người, thì người có ý chí, người quyết định thì cái đó dường như làm không được mà vẫn được. Còn người không có ý chí thì cái đó dễ làm được mà vẫn làm không được, phải không? Như vậy thì mình người tu phải có cái gì? Phải can đảm, phải quyết tử để mà tiến thì cái gì cũng được hết. Còn không can đảm, không quyết tử thì rồi dù cho trước mắt mình ai nấy làm được cái đó mà mình cũng vẫn lọt sổ như thường, phải không? Đó, nó vậy. Cứ như mấy chú thấy mình ở đây là khổ lắm không? Có khổ lắm không? Có khó lắm không? Đâu phải khổ lắm, đâu khó lắm. Nếu sánh ra mấy cái chú ở ngoài thế gian mà một vợ 2-3 con á thì họ làm cực bằng mấy lần của mình á, phải không? Mà họ đâu có than khổ phúc. Thằng mình đến đây đâu có cực gì lắm, làm con buổi mấy tiếng đồng hồ chiều được học, được nghỉ. Vậy mà có gì đâu mà gọi là khổ. Vậy mà có những người cũng vẫn biết, vẫn chịu không nổi như thường, phải không? Thì như vậy cái mà nhiều người làm được mà mình làm được đó là tại sao? Tại thiếu cái ý chí quyết định, thiếu cái can đảm quyết tử để mà làm. Thì dù cho nó dễ người ta làm được, mình cũng vẫn không làm được. Còn những chuyện mấy chú thấy có nhiều vị như ngài Huyền Trang đó, hồi xưa mà đến Ấn Độ chuyện nó dễ hay khó? Là đi một mình mà qua một con đường hoang vu đủ thứ tai nạn mà quyết chí rồi cũng được, phải không? Trong cái hư nó thành cái thực, đó là chết ở ngoài sa mạc không nước không này kia, một quyết chí rồi cũng sống, thấy rõ ràng vậy. Cho nên vì vậy mà mình học đại thừa mới thấy cái đặc biệt đó, chứ còn không thì không hiểu, không biết tại sao mà có những cái kỳ lạ quá vậy. Nếu quyết chí liều tử thì dám chết thì nó sống, dám chết thì làm được, còn cái không dám thì rồi cái gì cũng không được hết. Bởi vậy nên ở đây bà quyết chí làm cho được cái đó, từ ngày nay cho tới ngày thành Phật không xê dịch, làm cho được thì lúc đó liền có qua trời rơi xuống, liền có cái lời nhận làm chứng rằng đúng đúng như lời ngươi nói, quả thật không sai đó. Thì như vậy đó, tôi cho rằng trong cái hư mà có cái thực đó, phải không? Như vậy thì cái ý chí nó tạo thành cho mình những cái nguồn tượng
chưa có rõ ràng, nó sẽ đưa tới cái kết quả rõ ràng. Cũng như bây giờ mình tu thì cái hình ảnh thành Phật đó, đối với mình nó còn xa vời quá, phải không? Bây giờ nếu mà mình quyết chí liều chết thì có ngày mình cũng đạt được. Còn nếu mà mình tu mà mình nghĩ tới chuyện tu cực khổ lâu đời lâu kiếp, lúc cái sạch cũng ngán, mà như là được thọ ký kiểu mà thấy hơn hai vạn vô số kiếp rồi, thôi là ngán ngược ngán xuôi, thôi về nhà làm ăn cho vui, tu gì lâu quá, phải không? Đó là để nói là con người không có ý chí thì nó sẽ làm cho mình thối chuyển, dễ mắc kẹt ở thời gian. Rồi đúng. Đây là tới chương thứ ba, ba lời nguyện. Bây giờ thắng mang lại pháp ba lời nguyện lớn trước Phật rằng: xin đem lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Xin do căn lành này đời đời thủ sinh đều được trí tuệ như chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ nhất. Đó, như vậy thì cái nguyện thứ nhất của bà nguyện với cái lòng chân thật làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Mà cái nhân bà làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh đó, nguyện đời đời của bà sinh ra ở đâu đều được trí tuệ đúng như chánh pháp. Như vậy không nguyện đời sau làm gì hết, đều nguyện đời sau để gặp chánh pháp và sống đúng như được trí tuệ đúng như chánh pháp. Đó là cái nguyện lớn thứ nhất. Cái nguyện thứ hai, sau khi con được trí tuệ như chánh pháp rồi, xin đem tâm không nhàm chán mà giảng nói cho chúng sinh. Đó là nguyện lớn thứ hai. Bây giờ cái nguyện thứ nhất là đời đời ra đời đều gặp chánh pháp và có trí tuệ biết đúng chánh pháp. Nhiều khi gặp chánh pháp mà trí mình nó mù tối quá, mình biết không đúng, biết lệch lạc, cho nên nguyện được như chánh pháp, trí tuệ biết đúng chánh pháp. Mà biết đúng chánh pháp rồi làm gì nữa? Đem cái chánh pháp đó mà giáo hóa cho chúng sinh, mà giáo hóa không có nhàm, không có chán nữa. Thì đó là cái nguyện lớn thứ hai. Chuyện như vậy là hai cái nguyện rồi. Tới nguyện thứ ba, đối việc nhiếp thụ chánh pháp, con xả bỏ thân mạng, tài sản, hộ trì chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ ba. Như vậy thì đối với cái sự nhiếp thụ chánh pháp, tức là mình sống đúng chánh pháp đó, thì dù cho bỏ thân mạng, mất hết tài sản để mà hộ trì chánh pháp, mình vẫn làm, vẫn giữ. Thì đó là cái nguyện lớn thứ ba. Thì như vậy trong ba cái nguyện lớn này á, chúng ta thấy là ba, nhưng cái gốc nó là một, phải không? Một là gì? Là biết đúng chánh pháp, rồi đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người và bảo vệ chánh pháp. Biết đúng chánh pháp, đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người và biết bảo vệ chánh pháp, không để cho bị mất. Đó là cái ba nguyện lớn của bà. Thì như vậy tất cả chúng ta ba cái nguyện này nên có hay không? Nếu chúng ta tu mà muốn thành Phật thì không gì khác hơn nguyện đời này mình gặp duyên lành để hiểu được Phật pháp đúng như Phật dạy, đời sau tiếp tục để mở mang trí tuệ hiểu đúng như Phật dạy. Đó là đời đời đều có trí tuệ hiểu đúng như Phật dạy. Đó là cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là biết được chánh pháp rồi thì đem chánh pháp đó mà truyền bá để cho mọi người đều được hiểu, được biết. Đó là cái nguyện lớn thứ hai. Rồi cái thứ ba lại khó một chút, phải không? Là đã biết chánh pháp như vậy thì phải bảo vệ chánh pháp, dù gặp những hoàn cảnh gì, dù mất thân mạng, mất tài sản cũng phải bảo vệ chánh pháp, không có tiếc, không có sợ. Dễ không? Hai cái trước hình như hơi dễ dễ một chút, phải không? Đến cái thứ ba là khó đó. Phải gan dạ lắm mới làm được điều đó. Thì ba cái nguyện đó Đức Phật cho là ba cái nguyện lớn, mà tất cả thệ nguyện nó cũng nằm trong ba cái nguyện đó. Cho nên bây giờ Thế Tôn liền thủ ký ba thệ nguyện lớn cho Thắng Mang.
như tất cả sắc đều nhập vào cõi không, các hạnh nguyện nhiều như các sông Hằng của Bồ Tát cũng vậy, đều nhập vào trong ba nguyện lớn này. Ba nguyện này là chân thật rộng lớn. À, nói rằng tất cả sắc đều nhập vào không, cũng như hiện giờ chúng ta thấy nhà cửa cây cối muôn sự muôn vật đều nằm trong cái bầu hư không, phải không? Bầu hư không là trùm hết, bởi vậy nên tất cả sắc đều nhập vào hư không. Thì cây cối nhà cửa trăm ngàn thứ mà bầu hư không có trăm ngàn không, là một thôi. À, thì như vậy cho nên dù cho trăm ngàn thứ nguyện của Bồ Tát nhiều nhưng mà không ngoài ba cái nguyện lớn này. À, tại sao ba cái nguyện này gọi là ba nguyện lớn? Bởi vì như hồi nãy nói, muốn cứu khổ chúng sinh thì không phải làm cho họ có tiền, có của, có nhà cửa, đủ hết những vật chất mà gọi là cứu khổ. Bởi vì cái đó chỉ là cái tạm thời, phải không? Mà chính làm sao cho họ thấy được lối đi, dạch cho họ con đường để gỡ bỏ hết những cái phiền não, những cái nghiệp chướng để họ giải thoát sinh tử. Đó mới là cái cứu kính. À, bởi vậy cho nên mình biết đúng chánh pháp là thấy rõ được con đường đi, rồi chỉ cho họ con đường đi đó, với hoàn cảnh nào mình cũng giữ được, bảo vệ được cái con đường đi đó, chứ không có lối khác. Thì như vậy đó, thì tất cả Bồ Tát cứu độ chúng sinh đều không ngoài cái đó. Ví dụ hả, bố thí để làm gì? Bố thí cũng để mà cảm hóa, để mà hướng người ta về tu hành để được giải thoát sinh tử, phải không? Rồi tất cả cái làm nào của Bồ Tát cũng đều nhắm vào đó hết. Bởi vậy cho nên ba cái nguyện này là trồng tất cả nguyện của các vị Bồ Tát.